Trong video này thì sẽ hướng dẫn thầy cô cách nhập cái câu hỏi tự luận vào Smart Test và nhập đồng loạt nhé. Thì cấu trúc để nhập câu hỏi tự luận chúng ta làm như sau. Thì câu hỏi tự luận thì thường nó sẽ rơi vào các mức độ của câu hỏi là mức 3 và mức 4. Thì ký hiệu chung người ta biết rồi, người ta vẫn có là thang 3, thì đây là câu hỏi mức 3. Và ta sẽ nhập vào đây là các cái nội dung của câu hỏi tự luận. Đây ví dụ đây là câu 1. Và một câu hỏi tự luận thường nó có thể có nhiều ý là A, B, C, D. Sau khi kết thúc xong, đây thì lấy ví dụ luôn nha. Lấy một cái ví dụ luôn đây. Mình lấy một cái ví dụ. Đây nhá. Đây là phần câu hỏi tự luận này. Nội dung câu hỏi tự luận này. Câu số 1 đây. Rồi. Phần trả lời. Phần trả lời sẽ từ chỗ này. Từ chỗ này. Đây. Trả lời. Mình sẽ làm hai câu thôi. Đấy là câu 1, câu hỏi tự luận số 2 này. Nội dung câu hỏi tự luận số 2. Câu này cũng mức 4 đi, để mẫu là mức 4. Phần trả lời. Rồi, như vậy là mình làm hai câu và nhập đồng loạt nhé. Rồi, mình lưu lại là cấu trúc nhập câu hỏi tự luận. Rồi, tắt đi. Tắt đi. Rồi bây giờ ở phần Smart Test á. Smart Test thì để nhập được câu hỏi tự luận một cách đồng loạt, ta sẽ làm như sau. Mình vào phần quản lý câu hỏi. Ở chỗ một là cập nhật từng câu này thì mình sẽ chọn luôn là câu hỏi tự luận. Loại câu đơn. Đấy. Rồi. Chọn cơ sở dữ liệu trên máy thì từ từ đừng có vội chọn à, cập nhật từng câu này. Sau bây giờ mình sẽ chọn chỗ cập nhật từng câu này bắt buộc phải chọn câu hỏi tự luận nhé. Sang phần cập nhật từ file. Phần cập nhật từ file. À, sẽ chọn trên máy này, mình làm cái test lỗi đi, equation đi ha. Rồi mình sẽ mở file Word lên, cái file lúc nãy mình lưu là nó nằm ở phần Smart Test đây. Đấy, vận dụng cao mình bỏ luôn. Bởi vì đây là câu mức độ 3. Cái câu này thì nó lại là mức độ 4. Đấy, và mình sửa cái câu. Rồi. Như vậy xong. Cái câu này ta lại không hình này. Câu tự luận này nó lại không thấy hình vẽ ở đây. Hình vẽ nó biến mất này. Thực ra nó có, đúng không? Nó có nhưng mà trong đấy nó không hiện. Như vậy là khả năng là khi xuất vực nó đây nó cũng không hiện đâu. Nó không hiện đâu thầy cô. Như vậy thì tốt nhất là mình sẽ làm một cái thủ thuật như thế này. Mình sẽ mở lại cái file đây. Câu này là câu 2 đúng không? Nó là cái hình này. Và nó không hiện. Nhưng mình chuyển phải lên đi. Mình chọn copy hình đây. Mình sang đây. Do mình chọn đây là click áp dụng sửa file mà. Mình dán nó lại thì cái hình này bây giờ nó đã vô đây và hiện rõ này. Ở chỗ này mà hiện rõ hình á, thì khi lưu file vào và xuất file nó mới có hình nha thầy cô nhá. Xong đây câu mức 4 nha, một câu nha, một câu mức 3 nha. Rồi đồng thời là cái phần hướng dẫn trả lời của mình ấy là trả lời TL 2 chấm rồi, và mình lưu vào là khối 10 test lỗi equation nhé. Mình chọn cập nhật. Đây đã cập nhật thành công hai câu hỏi. Ok, mình xem sửa câu hỏi này. Khối 10 test lỗi equation, và
Cái mục này là phải chọn câu hỏi tự luận, bởi vì mình lưu vào câu hỏi tự luận mà. Mức 3 này, đúng không? Và mức 4 này. Đó. Mức 3 có đây, cái câu hỏi lúc 3 này, cái câu vừa mới cập nhật này, một câu hỏi mức 4 này, câu hỏi vừa cập nhật. Đấy. Rồi, bây giờ mình tiếp ha. Mình tiếp mình kiểm tra là nó xuất ra chuẩn chưa nhá. Ra để chọn hỗn hợp. Đây. Mình test luôn khối 10 này. Trắc nghiệm tự luận này. Khối 10 test lỗi kết equation câu vận dụng. Câu này đúng không? Mình lấy sang. À nhầm. Mình sẽ chỉ lấy một cái câu đó thôi. Ok. Câu này thôi. Câu vận dụng là mình lấy câu này thôi. Để mình xuất test đó mà. Rồi, xuất đề thi. Thì đây nè, xuất ra nó có đúng như vậy này. Xuất đề thi, thời gian thi rồi. Môn, tiêu đề. Rồi. Xuất đề cương nó đi. Make new folder g83 đi. Ok. Không đáp án thì nó sẽ xuất ra câu 1, câu 2 thôi. Được chưa? Còn có đáp án thì nó sẽ ra đáp án này, trả lời này. Câu 2 này, đáp án này, trả lời này. Đấy. Ok. Như vậy đấy là cái cách ta gia nhập được hàng loạt thầy cô nhé.